Thưa quý vị, trong những ngày qua, cùng với các địa phương khác trên địa bàn thành phố, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn huy động tổng lực để triển khai các công tác phòng chống dịch, chăm lo đời sống người dân, nỗ lực không để người dân khó khăn nào bị bỏ lại phía sau trong thời gian ở yên trong nhà theo quyết định 2788 của thành phố. Ngay sau khi nguồn kinh phí hỗ trợ cho người dân khu cách ly phong tỏa được phân bổ về, phường Mỹ An triển khai ngay lực lượng đến trao tặng nhà cho 47 hộ dân với 268 dân khẩu ở tổ 63, khu vực bị phong tỏa cứng. Đặc biệt trong số này có 140 khẩu tạm trú. Cùng với đó, tại các khu phong tỏa cách ly y tế, các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn được địa phương nhanh chóng cấp phát lương thực thực phẩm, được hỗ trợ từ nhiều nguồn bất kể ngày hay đêm để người dân đảm bảo nguồn lương thực cho bữa cơm hàng ngày. Phần quà này là phần quà thứ ba trong cái khu cách ly. Rất là chân thành cảm ơn quý cấp lãnh đạo của thành phố từ trung ương đến địa phương đã hỗ trợ cho dân. Trong cái ban dân cư đã tổ chức cùng một cái tổ cộng đồng để mà nhận hàng và chia phần cho từng hộ nhân dân để mà bố trí trong những thời gian dịch bệnh khó khăn này để mà động viên tinh thần cho bà con về vấn đề lương thực. Là địa phương có số lượng người tạm trú đông, song từ những người lao động phổ thông, đủ ngành nghề đến các cơ sở tôn giáo, trung tâm bảo trợ xã hội đều được lãnh đạo phường kịp thời thăm hỏi, động viên và trao tặng các nhu yếu phẩm thiết yếu. Đặc biệt, đã phân phối hàng tấn rau củ được thành phố và các mạnh thường quân hỗ trợ đến tận hộ dân, giúp họ ổn định cuộc sống trong những ngày giãn cách xã hội. Cơ sở rất là sung sướng và đặc biệt trong cái thời gian Covid này đã cảm nhận được nhiều tình thương của nhà nước, quan tâm của phường cũng như là tất cả bà con ở xung quanh. Xin cảm ơn rất là nhiều. Cuộc chiến chống dịch đầy gian nan, nhưng chúng ta luôn được tiếp thêm động lực bởi những nghĩa cử cao đẹp. Với tiêu chí không để ai bị bỏ lại phía sau, phường Mỹ An đã cùng hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở đã và đang tiếp tục nỗ lực kết nối tình yêu thương, khơi dậy lòng nhân ái, tạo sự lan tỏa để cả cộng đồng cùng chung tay giúp đỡ những người yếu thế vượt qua khó khăn, đẩy lùi dịch bệnh.